Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, trên mạng xã hội và cộng đồng khu dân cư mà quầy thuốc Trần Thị Huyền của tôi cư trú đã rất rộn lên việc phong tỏa quầy thuốc, phong tỏa gia đình tôi và những hộ xung quanh. Đồng thời, những cuộc tuyên truyền bằng loa công cộng khắp nơi vu khống cho con tôi dương tính với SARS-CoV-2 và F0, vân vân, gây hoang mang trong dư luận, hoang mang với cộng đồng khu dân cư mà quầy thuốc của tôi đang trực thuộc. Sau khi con tôi về nhà thì đáng lẽ có trách nhiệm để nói với gia đình tôi là thông cảm, hoặc là đưa loa công cộng như hôm nọ đã tuyên truyền loan báo khắp nơi. Thì tôi nghĩ là trong việc này công an cũng có trách nhiệm can thiệp vào. Nhưng ở đây thì không có. Ông Nguyễn Hồng Sơn, thượng tá công an, trưởng công an huyện Việt Yên, lại đưa một cái quyết định số 12 xử phạt hành chính con tôi. Quyết định ra ngày 27 tháng 6 năm 2021 và đến cuối giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2021 thì cho một tổ nhóm vào đưa quyết định tận tay cho con tôi. Nội dung quyết định số 12 của ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, trưởng công an huyện như sau. Không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, áp theo điều 14 khoản 2 của nghị định 117 của chính phủ, mức phạt 5 đến 10 triệu đồng, quyết định 7 triệu 500 nghìn đồng. Nếu không nghiêm túc chấp hành thì quá thời hạn 10 ngày sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật. Quyết định số 12 của ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn dựa vào biên bản vi phạm hành chính do ông Nguyễn Văn Cường, thiếu tá, phó trưởng công an thị trấn Nánh lập biên bản. Thưa quý vị và các bạn, nếu con tôi sai, tôi bắt con tôi và gia đình tôi xin nhận khuyết điểm và sửa chữa. Nhưng sự việc không như quyết định của ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, trưởng công an huyện Việt Yên. Đây là kết quả xét nghiệm lần một của con tôi là âm tính, có đóng dấu đỏ của cơ quan chuyên môn. Sau khi con tôi xét nghiệm xong, chờ lấy kết quả của trạm trưởng có đóng dấu đỏ thì con tôi ra về. Không hiểu lý do gì thì con tôi lại bị gọi lại và làm lại kết quả test nhanh lần hai. Kết quả con tôi cũng âm tính. Nghĩa là hai lần âm tính liền. Sau khi mà kiểm tra lại con tôi âm tính rồi thì vẫn cứ nhất là phong tỏa và tuyên truyền khắp mọi nẻo rồi cho truy vết. Quá trình truy vết, một công ty dược ở Bắc Giang đã tìm thấy tờ báo cáo nhanh không ký tên, không có đóng dấu. Tôi đang nghĩ là những cái từ dành cho con tôi giống như là tội phạm chứ không phải là bệnh nhân. Ví dụ chúng tôi mà ở bệnh viện thì làm bệnh án cho bệnh nhân mà có như thế thì cũng nói là anh luật hoặc là bệnh nhân Bùi Thiện Luật, ví dụ thế. Nhưng mà ở đây thì cứ luật đi từ đâu, luật tới đâu, ABC. Tôi đọc cái tờ báo cáo nhanh này tôi cũng thấy nhanh thật, nhưng mà khi bị đau đớn như gia đình tôi rồi
tôi đang cảm giác như lúc đấy là con tôi là tội phạm. Đây là cái tờ báo cáo nhanh của anh trưởng công an thị trấn ấy. Cái gì thì cái nó phải quy định pháp luật thì đâu phải là cứ cái báo cáo nhanh của anh công an này là cả một đoàn gồm các ban ngành, đặc biệt đứng đầu ban ngành là ông chủ tịch thị trấn đấy, ông ấy phải có quyền cao hơn đúng không ạ? Không có chữ ký, không có đóng dấu. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc nước sôi lửa bỏng thì chuyện nhầm lẫn xảy ra cũng không có cái gì để cho bé phải xé thành to. Nhưng mà đáng lẽ sau khi nhầm lẫn với gia đình nhà tôi thì cán bộ phải xử lý lại cái việc nhầm lẫn này. Nhưng ở đây không có cái gì để cho giải tỏa cái khúc mắc đau đớn của gia đình và cá nhân con tôi. Và cái sự hoang mang của dân chúng cũng không được thông tin đại chúng thông báo lại. Ông thượng tá trưởng công an huyện đã thay cho những cái sự giải tỏa hoang mang cho dân bằng quyết định xử phạt hành chính con tôi áp theo điều 14 khoản 2 là để dành cho những người không chấp hành. Còn con tôi là người đã chấp hành, được ông Hoàng Minh Tú, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh xác nhận. Đây là giấy xác nhận của ông chủ tịch Hoàng Minh Tú, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh. Con tôi được phép lưu hành. À, do con tôi không lưu hành liên tục nên khi đi từ nhà tôi lên Bắc Giang, con tôi đã xin phép tất cả các chốt vì nhìn thấy việc làm của con tôi là đúng sự trình bày và trước tư cách ngoan hiền của con tôi. Các ông bà gác chốt từ nhà tôi tới thành phố Bắc Giang có bao nhiêu chốt thì các ông bà gác chốt đã rất thông cảm và cho con tôi qua. Kể cả khi về tới chốt mới được lập lưu động này thì các ông bà cũng đã cho con tôi về và nhắc nhở hết 3 ngày một lần rồi đó. Con tôi lại định mang đồ thức ăn, thịt, cá, rau về cho mẹ nấu ăn để quay lên test COVID. Vì hôm qua cháu cũng có bảo tôi, mẹ ơi Hà Nội được đi lại rồi, mai con sẽ đi test để con đi lưu hành. Cái tính nó hay cả nể nó cũng quen rồi, và rất là hiền lành, ngoan ngoãn cũng quen rồi. Thể hiện cái sự tôn trọng các quý cấp, quý chốt, nó lại thôi em vào em test ngay đây xong rồi em về cũng được. Đấy, câu nói của con tôi đấy. Thế thì con tôi đã đánh xe vào test nhanh. Và sự việc diễn ra là như thế. Thực tế là số cá rau mua ở trên ô tô đó thì đến ngày hôm sau con tôi được về. Thôi, tôi đã gọi điện cho anh công an là thế thì tại sao con tôi trong cái tình huống đã trình bày với các anh như thế mà các anh không bảo con tôi đưa chìa khóa mang gửi cho tôi cái số thức ăn về để tôi nấu ăn, mang tiếp cơm cho con tôi, hay là anh mang giúp tôi cho hộ nào ở gần đấy để họ ăn khỏi phí.
không thì để mai sau con tôi về nó sẽ thối ỉnh ô tô lên, rồi lại ảnh hưởng môi trường cho không biết bao nhiêu người phải nhỡ hít phải cái khí không khí ôi thối đó. Đấy, tôi vẫn còn lưu cái clip nói chuyện với anh công an ấy. Có nghĩa là con tôi tự nguyện vào xét COVID chứ không phải là bị bắt buộc theo cái văn bản mà báo cáo nhanh nói đâu. Ngày 26 tháng 5, khi trao đổi với ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an thị trấn Nánh, vì ông muốn lập biên bản xử phạt con tôi trước lúc con tôi ra về. Bởi vì một đằng tôi liên tiếp đề nghị con tôi được về nhà vì âm tính. Tôi đưa đơn sáng 26 khi không được chấp nhận của tổ COVID cộng đồng. Tôi hô hào nhờ gọi cảnh sát cơ động đến để tôi được đưa. Bởi vì lúc đó khoảng 10 giờ, ông công an đã hẹn tôi khoảng 11 giờ trưa 26 giải quyết cho con tôi về. Đầu giờ chiều chưa giải quyết cho con tôi về, tôi đưa đơn tiếp. Con tôi ở cái phòng cách ly, cháu rất là sợ lây chéo. Hơn nữa là vì con tôi cũng muốn giữ uy tín và rất nể các ông bà gác chốt đã tạo điều kiện cho lúc sáng. Thì đến bây giờ người ta bảo mình làm một cái biên bản để gọi là ghi cái mức xử phạt nhẹ, nhưng sau rồi do được xét thấy cái tình hình thực tế thì người ta không phạt mình nữa. Thì con tôi cũng muốn là thôi để cho các cô các chú khỏi khó chịu vì mình, nó đã chấp nhận ký để ông Cường ghi cho nó một cái biên bản. 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2021, quyết định của ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn phạt con tôi áp điều 14 là sai. Nếu muốn phạt con tôi vì quá ngày test thử 3 ngày một lần theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền là 3 ngày một lần, thì phải áp theo điều 7 khoản 2 mục A nhỏ của Nghị định 117 năm 2020, Nghị định của Chính phủ. Quyết định số 12 của ông trưởng công an huyện Việt Yên, ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, căn cứ vào biên bản xử phạt hành chính lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021 là không chính xác. Ngày 26 tháng 6 năm 2021, con tôi mới thỏa thuận với ông thiếu tá Nguyễn Văn Cường. Và ông thiếu tá Nguyễn Văn Cường cũng ghi rõ biên bản lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2021 tại trạm y tế xã. Đây là theo sự thỏa thuận của ông thiếu tá Cường với con tôi. Vì con tôi nó rất ngoan hiền cho nên là nó nghĩ rằng thôi mình ký để được về tránh lây chéo, và mình ký để nể các chú đã cho mình giải quyết cho mình qua chốt thông cảm. Thì bây giờ các chú các cô muốn bảo mình có cái lỗi nhẹ sau đó lại xí xóa để hòa làng thì con tôi mới nghe chứ. Lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2021. Đây ạ. Này. Đây là số 6. 26 tháng 6 đây ạ. Đây ạ. Đấy. Nghĩa là quyết định số 12 của ông Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn về việc xử phạt con tôi là không đúng theo quy định của pháp luật. Khi vụ việc đang hoang mang thì lại càng hoang mang. Và khi gia đình tôi đang bị suy sụp về tinh thần thì nay
tinh thần lại càng suy sụp. Chúng tôi không có mang bé xé thành to đâu, nhưng mà cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Thưa quý vị và các bạn, nếu ai đã xem clip đăng tải của tôi trên YouTube kênh Vlog Huyền Trần với nhan đề là Phong tỏa khẩn, thì quý vị và các bạn sẽ thấy họ đổ lỗi cho cơ quan y tế. Qua clip đăng tải này thì quý vị và các bạn đã thấy được việc làm sai trái này của các ban ngành chức năng không thể đổ lỗi cho bên y tế. Kết luận về những việc làm sai trái này thì chúng ta hãy chờ đợi xem ai là người làm sai. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.